Đây là một vài hình ảnh intro của video này trong 2 ngày mình trải nghiệm ở Doha, Qatar, một đất nước mà mình có nhiều thông tin nhất, đó chính là bóng đá, nơi đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2022 và Asian Cup 2023. Nhắc lại mà buồn dễ sợ Việt Nam thua thảm ở cái giải này. Đến Qatar thì phải bay bằng Qatar Airways, hãng bay đạt giải thưởng hạng thương gia tốt nhất thế giới 10 năm liền. Năm 2024 thì Qatar Airways đang giữ danh hiệu hãng hàng không tốt nhất thế giới. Nghe đến đó thôi là thích liền. Đây là lần đầu tiên mình được bay hạng ghế thương gia của một hãng hàng không 5 sao tầm cỡ thế giới nên rất là tò mò luôn. Từ sân bay tới sân nhất thì mình được làm thủ tục ở quầy riêng nên rất nhanh chóng. Đây là chiếc Boeing 787 Dreamliner. Cái ghế ngồi hạng thương gia nó như thế này đây, rộng rãi, có hệ thống nút điều khiển. Bấm một nút là chiếc ghế biến thành cái giường êm ái. Thử coi cái ghế nó như thế nào chứ mình không có thói quen ngủ ngày. Còn chuyến từ Doha đi Madrid thì mình bay bằng Qatar Airways Boeing 787-9 Dreamliner. Có cửa đóng riêng, rất riêng tư luôn. Đóng cửa ngủ thẳng giấc, không sợ ai làm phiền. Mỗi một chặng bay thì hành khách sẽ được tặng một bộ sản phẩm tiện nghi gồm có nước hoa, lotion, dưỡng môi và vài thứ khác. Từ Doha bay về thành phố Hồ Chí Minh thì cái hộp thế này, bên trong như nhau. Điểm nhấn chính là thực đơn cho bữa ăn. Ăn bao nhiêu tùy ý, gọi món nào cũng được và có thể ăn lại tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt chuyến bay. Trên mỗi chuyến bay, thực đơn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa, ẩm thực của điểm khởi hành. Ví dụ mình bay từ thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có bánh bò và bún bò giống thế này. Đây là menu rượu rất đa dạng nhưng mà mình không có uống đồ có cồn. Chủ yếu mình gọi cà phê, nước trái cây hoặc là đồ không cồn. Nhà vệ sinh khu vực hàng thương gia cũng khác luôn, rộng rãi này. Có hai cái gương lớn. Hệ sinh thái giải trí hiện đại giúp thư giãn cho những chặng bay dài. Được xài wifi miễn phí trong 1 giờ. Trong chuyến từ Madrid về Doha thì mình có bay hạng Eco của Qatar Airways. Đây là một trong những hãng có ghế Eco rộng nhất, phục vụ hai bữa gồm một bữa chính và một bữa phụ, với ba lựa chọn món ăn, kể cả món chay. Tất nhiên là vẫn đi kèm với một hệ thống giải trí đa dạng và 1 giờ sử dụng wifi miễn phí. Sân bay Amaha ở Doha thì có dịch vụ đưa đón từ cửa tàu bay lúc hạ cánh, khởi hành hoặc quá cảnh. Họ hỗ trợ làm thủ tục hải quan, rồi quyền sử dụng phòng chờ quá cảnh, quyền ưu tiên lên máy bay và những đặc quyền khác. Rồi bây giờ kể chuyện ở thành phố Doha. Góc này Doha được nhìn từ khách sạn mình lưu trú. Nhiệt độ bên ngoài đang là 45 độ C, nóng ghê hồn. Nhưng mà không ngăn được mình đi cái tour khám phá sa mạc và biển nội địa. Các bạn có thể tham khảo trên trang Discover Qatar. Trước khi vô đồi cát, xe sẽ xì bớt hơi để bánh bám vào bề mặt cát dễ hơn, giảm thiểu rủi ro xe bị lật. Nghe bạn tài xế giải thích như vậy thấy cũng hơi ghê ghê. Kèm theo đó là lời giới thiệu đây sẽ là trải nghiệm giống như phim Mad Max. Nói chung là ai bị tiền đình thì không nên thử cái này. Chứ xe lao nhanh với tốc độ hơn 100 km/h, leo dốc hoặc là đổ dốc y chang cái trò tàu lượn ở công viên giải trí Universal luôn. Tiền đình của mình cũng khá nhưng mà đi cái trò này thì mình thấy bị say sẩm luôn. Trong hành trình có dừng lại một số điểm để ngắm cảnh chụp hình. Cái nóng sa mạc nó thể hiện rõ trên cái mặt của mình như thế này nè. Nhưng mà phải công nhận là cái khung cảnh này lên hình rất là đẹp. Điểm dừng cuối cùng là biển nội địa. Sa mạc và biển nghe có vẻ đối lập nhưng mà nó tồn tại ở đây. Hoạt động cuối cùng là ăn tối và trở về lại thành phố. Ngày hôm sau mình đi City Tour trong cái lộ trình tour quá cảnh ở Doha. Xe buýt sẽ đi qua một số con đường tiêu biểu của thành phố, tất nhiên là có hướng dẫn viên thuyết trình đi qua các địa điểm. Mình sẽ kể về một số điểm đến tiêu biểu.
làng văn hóa Katara. Trong đây có nhà thờ Hồi giáo, nhà hát opera, giảng đường và những con đường nội khu rất đẹp. Nơi đây cũng chính là nơi tổ chức các lễ hội, hội thảo và triển lãm trong và ngoài nước. Mình ấn tượng nhất là nhà thờ Hồi giáo bằng vàng. Sờ lên bức tường toàn là vàng thế này thì lòng tham trỗi dậy liền. Tiếp theo, bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo. Do thời gian không có nhiều nên mình đi ngắm kiến trúc trong đây là chủ yếu. Phần lớn được xây dựng theo kiểu đối xứng, chỉ cần đặt máy cố định, đi qua đi lại thôi là cũng có video đẹp rồi. Còn đây là bảo tàng quốc gia Qatar. Có thể nói địa điểm này chính là điểm nhấn trong chuyến đi. Các phòng trưng bày được sắp đặt rất là chỉnh chu, tinh tế, toát lên vẻ hào nhoáng của một đất nước giàu có. Du khách sẽ khám phá cái di sản văn hóa, lịch sử và sự phát triển hiện đại của đất nước Qatar. Đi quanh thành phố này mới thấy Doha có kiến trúc thật sự đỉnh. Kết thúc tour thì xe sẽ đưa đoàn ra sân bay để trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là mình đã có 2 ngày trải nghiệm ở đất nước vừa lạ vừa quen, Qatar. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi khác nhé.